mọi người đã quay trở lại với chuỗi video của em Trang review về các sản phẩm gậy gôn. Và ngày hôm nay đây, với video này thì sẽ có sự đặc biệt hơn chút xíu. Đó chính là hôm nay em Trang sẽ làm một video review về dòng gậy Y500. Thường thì trước giờ em Trang sẽ hay làm những cái video nhận xét về dòng G nhiều hơn, đúng không ạ? Hơi có sự thiên vị hơn chút xíu. Mọi người hãy cùng em tìm hiểu thêm tại sao với dòng Y này, cách lại sử dụng nhé. Đầu tiên em Trang sẽ so sánh về thiết kế đi. Ví dụ đều là cùng là cây 7 chẳng hạn, nhưng mà so với các model của G ấy ạ, thì cái mặt gậy của nó sẽ có rãnh trợ lực rất là sâu. Với cái rãnh trợ lực này thì sẽ giúp cho các anh là đầu gậy nhẹ, sẽ giúp cho các anh trong việc mà khi mà mình đánh bóng ấy ạ, sẽ dễ dàng cất bóng hơn là thứ nhất, và cái thứ hai là sẽ đưa bóng đi xa hơn. Tiếp theo là về AG của thằng Y thì sao ạ? Của thằng Y thì em hay gọi đây là mặt đúc hoặc là mặt fork. Với cái mặt này thì nó sẽ không có rãnh trợ lực như đối với các dòng G, mà bởi vậy nên là về cái thiết kế của trung tâm của mặt gậy nó cũng sẽ nhỏ hơn khá là nhiều. Khi mà trung tâm mặt gậy nhỏ hơn thì đồng nghĩa với việc là điểm ngọt nó sẽ nhỏ hơn. Cái việc mà điểm ngọt của gậy nhỏ hơn ấy ạ, thì sẽ khiến cho các anh là phải thận trọng hơn trong từng cú đánh của mình, cũng như là yêu cầu kỹ thuật của anh phải ổn định rồi thì mới có thể phát bóng được một cách chính xác nhất. Nếu mà không chính xác thì chắc chắn sẽ gây đến việc là bóng sang lệch trái hay lệch phải khá là nhiều đấy, đối với dòng Y này. Và một điều nữa đó chính là đối với cả thằng Y này thì nó đang sử dụng một loại sáp khá là đặc biệt. Bởi vì trước đấy thì như em Trang biết là với các bộ cán steel với model mới gần đây thì Ping hay sử dụng loại cán AWT 2.0 hoặc là loại cán NS Pro 850, 950, đúng không ạ? Nhưng mà với dòng thằng Y này thì đây là loại cán NS Pro 08. Đây là một loại cán mà em thấy là các anh hỏi khá là nhiều, bởi vì rất thích dùng những loại cán như thế này. Với cả là đây là một loại cán được sản xuất tại Nhật. Thường thì những dòng cán mà được sản xuất tại Nhật thì sẽ có sự ưu tiên hơn. Các anh có biết tại vì sao không ạ? Bởi vì đối với tất cả những dòng cán mà sản xuất tại Nhật thì nó sẽ đều có, mặc dù nó có độ nặng nhất định, độ đầm nhất định, nhưng nó sẽ không bị nặng quá, sẽ phù hợp với những người châu Á, đặc biệt là với các anh gốc hơi Việt Nam. Bởi vậy em đã nhận được khá là nhiều các thông tin phản hồi của các anh, đó chính là các anh thì khá là thích chơi những loại cán steel, nhưng mà khi mà mình lựa chọn một loại cán steel Mỹ ạ, thì khi mà chơi trên sân, đánh ở nhà khoảng tầm 200-300 bóng thì cảm thấy khá là ok. Nhưng mà khi mình ở trên sân một thời gian dài, 18 hố mất 4-5 tiếng chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy hơi bị đuối. 8 hố đầu thì khá là ok nhá, nhưng mà đến 8 hố về sau thì các anh sẽ hơi bị mệt, bởi vì cán nó sẽ hơi bị nặng. Và khi đấy thì cổ tay của mình và thể lực của mình đã đi xuống rồi, nó sẽ hơi bị quá sức của các anh. Chính vì vậy là đối với những cái dòng cán steel mà được sản xuất tại Nhật thì các anh sẽ được ưa chuộng hơn. Đặc biệt là dòng cán 08 này thì các anh hỏi khá là nhiều đấy. Khi mà vào bóng được vào đúng trung tâm của mặt gậy ấy, thì bóng nó sẽ đi xa hơn hẳn so với bộ cũ anh đang đánh, là một bộ G30 sẽ đi xa được hơn khoảng tầm là 15 giáp lận đấy ạ. Vậy nên là đối với những dòng gậy như thế này thì anh sẽ cần phải bỏ thời gian ra hơn một chút xíu để tập luyện, làm quen với gậy. Như vậy thì chắc chắn là kết quả khi mà các anh nhận lại sẽ rất là tuyệt vời luôn. Với model của thằng Y này thì sẽ khác hơn so với dòng G. Khi mà G thì sẽ hướng về các tệp khách hàng mà mới chơi newbie hoặc là chơi lâu nhưng mà kép thì vẫn đang ở mức trung bình. Còn đối với dòng Y này thì sẽ đòi hỏi các anh golfer phải có handicap khoảng tầm từ 20 trở xuống, kỹ thuật ổn định thì mới có thể chơi được, sử dụng được những cái bộ gậy mà có mặt nhỏ như thế này. Với cả bộ gậy hiện tại nhà em Trang đang có sẵn thì sẽ có 6 gậy 5, 6, 7, 8, 9 và W. Ngoài ra thì sẽ có bộ 7 gậy là 5, 6, 7, 8, 9, U và thêm một cây W nữa. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ với cái model này thì thật sự kiếm được gậy mới thì rất rất là hiếm luôn. Và mặc dù đây là một bộ gậy lướt nhá, đã qua sử dụng, nhưng mà em có thể nhìn thấy ngay rằng là ở trên về phần mặt gậy và phần lưỡi gậy này, độ xước của nó cực kỳ ít. Đấy, đây là một điều mà em nghĩ là đã trả lời cho cái việc rằng là chất liệu của Ping sử dụng cho dòng này có tốt hay không. Về phần cổ gậy cũng vậy ạ, phần cổ gậy là cái phần mà khi mà anh cho vào bộ gậy của mình hoặc là cho vào cái giá đỡ gậy ạ, nó rất dễ dàng bị xước, nhưng với bộ này thì thật sự là vết xước của nó cực kỳ là ít luôn, trông còn sáng bóng luôn ý ạ. Cẩn thận mà bây giờ em lau lại nhìn như gậy mới luôn ý chứ. Đấy, thì đối với cả cái dòng Y500 này thì hàng bây giờ thật sự rất là hiếm. Các anh đôi khi các anh muốn tìm gậy mới nhưng mà bây giờ không có gậy mới để cho mình tìm luôn. Vậy nên là những dòng gậy lướt như này thì bây giờ các anh vẫn đang săn lùng rất là nhiều. Và bây giờ tại Gold Group thì đang chỉ có sẵn một bộ duy nhất thôi đấy ạ. Vậy thì tại sao các anh chị lại phải mua gậy cũ ở Gold Group ạ?
Đầu tiên nhá, em sẽ nói cho anh chị nghe về những lợi ích mà hiện tại chỉ có Girl Group mới mang lại cho anh chị thôi. Đó chính là trong vòng 6 ngày khi mà anh chị mua gậy đánh không hợp thì em có thể đổi lại hoàn toàn sang bộ khác, không mất một chi phí nào cho anh chị. Và thứ hai là với tất cả những bộ gậy này, anh chị có thể lên đến showroom bên em để thử gậy được luôn. Với cả nhiều anh chị đi mua gậy thì em Trang Pink hiểu rằng là các anh chị sẽ rất là băn khoăn khi mà gậy của mình mua về lại không được thử, liệu không biết có hợp hay không. Thì với hai cái điều trên em Trang vừa nói thì sách sẽ giải đáp được cho anh chị tất cả các băn khoăn của anh chị vừa đang suy nghĩ trong lòng. Tiếp theo nữa, đó chính là với gậy cũ thôi, nhưng mà bên em sẽ bảo hành cho anh chị 6 tháng như gậy mới luôn, để cho anh chị yên tâm khi mà sử dụng gậy, xảy ra bất kể vấn đề gì thì Girl Group sẽ luôn support cho các anh chị. Không biết rằng là sau khi xem thêm video này thì mọi người có thêm được một chút sự yêu thích nào về dòng y này không ạ? Và mọi người đã tìm được cho mình bộ gậy phù hợp nhất chưa ạ? Nếu mà có thêm thắc mắc gì thì hãy gọi điện ngay cho em Trang theo số điện thoại 0941845668. Và anh chị yên tâm ạ, đây là số hotline 24/7 anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của em Trang. Xin chào.